Thì thật ra là trong 2 tuần trở lại đây thì thị trường căn hộ, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng á, thì đón nhận một cái thông tin rất là đáng buồn, đó là các cái vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng. Thì điều này nó cũng khiến cho các cái chủ đầu tư có một cái sự trăn trở nhất định cho các dự án mà hiện tại mà họ đã đi vào hoạt động rồi, đồng thời là các cái dự án mà họ sẽ phát triển trong tương lai. Các chủ đầu tư sẽ không trì hoãn kế hoạch, tuy nhiên họ sẽ xem xét kỹ hơn và đồng thời rằng là rà soát kỹ hơn các cái phần về an toàn về phòng cháy chữa cháy cho cái dự án sắp tới của mình chuẩn bị mở bán và đưa ra thị trường. Đặc biệt là đối với các cái người mua ở các tòa nhà cao tầng thì sau cái vụ việc đáng tiếc vừa rồi thì chắc chắn rằng là người mua họ sẽ có một cái suy nghĩ thận trọng hơn trong việc lựa chọn và quyết định ra quyết định mua cái căn hộ của mình. Trước đây thì là đa số cái tâm lý khi mà mua căn hộ thì chủ yếu là họ chọn lựa cái căn hộ, thứ nhất là 3 cái tiêu chí: một là cái căn hộ của mình, cái diện tích căn hộ phù hợp với cái nhu cầu của mình, hai là cái tổng giá tiền trên cái căn hộ nó phù hợp với cái túi tiền của gia đình mình, ba là cái vị trí nó phù hợp với cái sinh hoạt cũng như là đi lại làm việc học tập của gia đình mình. Chúng tôi thấy rằng là cái nhu cầu về căn hộ nó sẽ không giảm, nhưng mà về cái quyết định, về cái ra việc ra quyết định và các cái yếu tố lựa chọn mua căn hộ chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Chúng tôi lại không nghĩ là như thế, bởi vì những cái căn hộ nào mà chưa phát triển, tức là đang trong giai đoạn xây dựng và tung ra giá bán mà họ giảm giá để mà thu hút và để cho làm cho người dân là họ thấy yên tâm hơn bởi vì cái sự kiện vừa rồi, thì những cái dự án như thế nên xem lại. Bởi vì rằng là họ không tự tin vào cái sản phẩm và cái chất lượng sản phẩm của mình, cho nên họ mới đưa ra cái chiến lược giảm giá cho cái sự kiện đó. Chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái mặt tác động đối với các chủ đầu tư là họ xem xét lại cái việc quản lý và quy trình quản lý thiết kế cho cái phần về an toàn phòng cháy chữa cháy, và đồng thời rằng là giám sát công trình của mình một cách chặt chẽ hơn và một cách tốt hơn, để chắc chắn rằng là cái việc thiết kế đó và cái việc nhà thầu thi công vẫn thi công cái phần mà an toàn phòng cháy chữa cháy đó được gọi là xuyên suốt và nhất định và đồng thời đảm bảo. Ngoài ra, sau khi mà các chủ đầu tư họ cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ rằng là khi mà họ đã được cái tòa nhà đã đảm bảo công trình là an toàn phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động, thì đặt ra một cái gọi là một cái quan tâm nữa ở chủ đầu tư ở thời điểm hiện tại mà chúng tôi nhận thấy rằng là họ sẽ quan tâm là vận hành như thế nào và đồng thời rằng là tạo cái ý thức của cái cư dân trong cái dự án của mình như thế nào để đảm bảo rằng là hạn chế những cái rủi ro về cháy nổ một cách nhỏ nhất cho cái dự án của mình.